Xin kính chào quý khán giả, mời quý khán giả đến với chương trình 12 giờ ngày đầu tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp phiên thường kỳ tháng 6 thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay và cho ý kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 cho 51.101 trên 51.933 cán bộ đảng viên tham gia học tập, đạt hơn 98%. Thành ủy ban hành chương trình thực hiện nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Và nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cũng trong thời gian này, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử luân chuyển điều động đối với 22 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Sau tháng qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.135 đảng viên, đạt gần 71% kế hoạch năm 2023. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023 trong sáng nay. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các sở ban ngành có liên quan, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện của 83 xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố. Đến với hội thi có 9 đội tham gia, mỗi đội có 5 thành viên. Các đội trải qua 3 vòng thi gồm vòng thi kiến thức pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, nội dung liên quan trách nhiệm của cá nhân gia đình trong công tác phòng chống ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy và gia đình của người sử dụng trái phép chất ma túy, các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy, vân vân. Vòng thi kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống ma túy, vòng thi xử lý tình huống. Qua các vòng thi sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi quận Bình Thủy, giải nhì quận Ô Môn, giải ba cho các đơn vị quyền Cờ Đỏ và quyền Vĩnh Thạnh. Mới đây, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quyền ủy Thới Lai đã có buổi khảo sát thực tế về tiến độ thực hiện và xây dựng các tiêu chí thị trấn đô thị văn minh tại các địa điểm trên địa bàn thị trấn. Đến kiểm tra tại khu chợ cũ, khu chợ mới, bà Trần Thị Vĩnh Nghi yêu cầu chính quyền thị trấn Thới Lai xử lý ngay tình trạng rác thải ở khu vực chợ, có kế hoạch tận dụng các khu vực như nhà lòng chợ cũ để làm khu vui chơi chợ đêm, chấn chỉnh hệ thống cáp quang đèn đường, khẩn trương lập lại trật tự công cộng lấn chiếm vỉa hè. Đối với các công trình dự án có tính chất lâu dài, cần phân kỳ trình Ủy ban nhân dân huyện có hướng thực hiện. Thực hiện các tiêu chí thị trấn đô thị văn minh năm 2023, đến nay thị trấn Thới Lai đã thực hiện đạt 5 trên 5 tiêu chuẩn và 22 trên 24 tiêu chí cơ bản đã hoàn thành. Thị trấn đã xây dựng 5 tuyến đường sáng an toàn ở các ấp, tổng chiều dài gần 7.000m, tổng chi phí 342 triệu đồng. Sau tháng đầu năm được quyền hỗ trợ 10 bộ loa không dây, nâng tổng số loa trên địa bàn thị trấn 30 bộ, tương đương 60 loa, phục vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa đến kiểm tra công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm tại quận Bình Thủy. Sau tháng đầu năm, các cấp hội chữ thập đỏ quận Bình Thủy đã thực hiện tốt phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cùng vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo. Công tác chăm lo cho các đối tượng dễ bị tổn thương yếu thế, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo tại cộng đồng, như tặng quà, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ dụng cụ học tập, trợ giúp 665 địa chỉ nhân đạo, tổng trị giá hoạt động công tác xã hội nhân đạo trên 5.600.000.000 đồng, duy trì hoạt động ở các cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo. Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe, tổng trị giá trên 2.600.000.000 đồng. Sau tháng đầu năm, hội đã tiếp nhận 10 hồ sơ đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người về thành hội. Quyền Cờ Đỏ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Quyền Cờ Đỏ kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và mọi người nâng cao vai trò trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Trong những năm qua, huyện Cờ Đỏ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức lối sống, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Đến nay, toàn huyện có hơn 29.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 96% số hộ dân toàn huyện. Tại buổi họp mặt, huyện Cờ Đỏ còn tổ chức hội thi xây dựng gia đình phát triển bền vững với sự tham gia của 10 gia đình đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc. Dịp này, huyện Cờ Đỏ tặng giấy khen cho 50 gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện. Quý khán giả thân mến, những ngày cuối tháng 6, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô về lại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi thành lập tiểu đoàn cách nay 59 năm. Chuyến về nguồn nối dài trải rộng ký ức đẹp đẽ về tình đồng chí đồng đội, tình quân dân, gắn bó máu thịt, trách nhiệm với quê hương đất nước, với lời thề ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt của tiểu đoàn anh hùng. Về lại nơi thành lập tiểu đoàn Tây Đô cách nay 59 năm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ không khỏi bồi hồi, xúc động nhớ về đồng đội xưa. Lòng tự hào nhắc lại truyền thống vẻ vang của đơn vị, được hai lần tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Tình cảm vì tổ quốc, đất nước để làm sao giữ gìn hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo lời Bác Hồ là căn dặn, con cháu phải nhớ mãi những cái lời của Bác ước mơ. Nên đó là tôi nghĩ rằng không bao giờ ai quên. Không bao giờ là người nào cũng hiểu được một cái tình cảm đó. Với lời thề, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô cùng với nhân dân Cần Thơ tác chiến 200 trận, tiêu diệt làm bị thương và bắt giữ khoảng hơn 20.000 tên Mỹ, ngụy, tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Tháng 11 năm 1977, tiểu đoàn Tây Đô lên đường giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng. Từ môi trường chiến đấu, rèn luyện, nhiều cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn từng bước trưởng thành, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Là một trong người con của thành phố Cần Thơ, được vinh dự nhập ngũ vào cái tiểu đoàn Tây Đô. Tôi được học tập và hiểu biết được cái lịch sử của tiểu đoàn Tây Đô. Có cái sự rèn luyện và có sự dìu dắt giúp đỡ của các cấp chỉ huy lãnh đạo. Nên là tôi có một cái bước trưởng thành từ quân đội và sau này sẽ chuyển về ngành công an. Thì khi làm nhiệm vụ bất cứ ở cương vị nào, dù ở địa phương nào, thì tôi cũng luôn luôn giữ vững cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, là một người chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô anh hùng. Làm trụ cột á, để rồi hướng dẫn lại cho một số anh em hội viên á, để thực hiện với cái chủ trương, với cái đường lối mà của đảng mà đề ra đó. Coi như là thực hiện, coi như là từ đạt tới vượt chi tiêu là nhiều. Cho nên mình cũng tự hào ngay chỗ cái cuộc sống bây giờ coi như là mình thấy nó hết sức là phấn khởi, góp phần cùng với anh em mình là ở địa phương, coi như là thực hiện rất là tốt. Năm tháng đã đi qua, nhưng chiến công của các đơn vị vũ trang, trong đó có tiểu đoàn Tây Đô, sẽ mãi mãi là dấu son chói lọi của cách mạng, của lòng dân. Những con người kiên cường bất khuất từng làm nên chiến thắng lịch sử ngày trước, giờ tiếp tục giữ lửa truyền thống cho thế hệ mai sau. Liên tục chương trình 12 giờ hôm nay là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng 26 tháng 6 tại huyện Phong Điền, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo đầu bờ, kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa trên cây sầu riêng. Có 90 cán bộ hội và hội viên nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hồ, nguyên giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ, hướng dẫn về quy trình xử lý sầu riêng ra hoa rải dụ, như nhận định tình hình sinh trưởng của cây để xử lý nhường cây sau khi thu hoạch trái, kích thích ra hoa, chăm sóc giai đoạn nở hoa đậu trái và phát triển trái. Hội thảo đã nhận được nhiều câu hỏi, ý kiến của bà con nông dân liên quan đến các bệnh thường gặp trên cây sầu riêng và giải pháp xử lý các loại bệnh. Thông qua hội thảo giúp nông dân nâng cao kiến thức canh tác sầu riêng, nắm vững đặc tính về sinh lý, kỹ thuật trồng và chăm sóc phù hợp để áp dụng vào sản xuất, phát triển cây sầu riêng bền vững. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn
vừa tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 khối các trường trung học cơ sở và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong năm 2022-2023, các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các khối lớp. Chất lượng giảng dạy đạt theo yêu cầu đề ra, số lượng học sinh đạt học lực khá giỏi chiếm tỷ lệ cao, số lượng học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt chiếm hơn 90%. Toàn quận có 245 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quận, 60 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố. Tỷ lệ học sinh đậu vào lớp 10 đạt gần 90% tổng số học sinh dự thi. Tuy nhiên, các trường còn gặp nhiều khó khăn về việc thiếu giáo viên, bộ môn, trang thiết bị giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa được thực hiện đồng bộ. Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt vừa triển khai thực hiện cao điểm 50 ngày đêm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn quận và sơ kết thực hiện cao điểm tuyên truyền hướng dẫn cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử từ ngày 1/4/2023 đến ngày 14/6/2023. Quận Thốt Nốt được Công an thành phố Cần Thơ giao chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử 115.799 hồ sơ. Đến ngày 14 tháng 6, toàn quận đã thu nhận được 91.150 hồ sơ, đạt gần 79% chỉ tiêu, đã kích hoạt thành công 38.225 tài khoản, đạt hơn 33% chỉ tiêu. Riêng thực hiện cao điểm 50 ngày đêm của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Công an thành phố từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 5/8/2023, sau một tuần ra quân, quận đã thu nhận 478 hồ sơ trên 34.525 hồ sơ phải thu nhận, đã kích hoạt được hơn 3.973 tài khoản trên tổng số 87.450 tài khoản phải kích hoạt, đạt hơn 4%. Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em năm 2023 cho hơn 120 học viên là công chức phụ trách thương binh xã hội, cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các học viên sẽ được tập huấn thêm các kiến thức về kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cùng nhiều hướng dẫn quy định khác về công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Huyện Thới Lai có dân số là 107.866 người, với trên 26.000 trẻ từ 0 đến 16 tuổi, trong đó có hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021-2022, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn thương tích trẻ em nghiêm trọng. Hội người cao tuổi phường Long Tuyền, quận Bình Thủy vừa tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho ông Nguyễn Văn Đáng, khu vực Bình Dương B gặp khó khăn về nhà ở. Ông Nguyễn Văn Đáng là hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe kém, không có nguồn thu nhập, nhà ở xuống cấp, không có khả năng sửa chữa. Trước hoàn cảnh của ông Đáng, hội người cao tuổi phường đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà có diện tích gần 60m², giúp cho vợ chồng ông có chỗ che mưa che nắng kín đáo. Tại buổi lễ bàn giao, mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho gia đình ông Đáng trang trải cuộc sống. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái mến chào.